Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình radio của Thích Từ Nghiêm. Như chúng ta đã được biết, Nhật Bản là một trong những đất nước xinh đẹp và phát triển trên thế giới. Chính vì thế mà có rất là nhiều người ở khắp mọi nơi trên thế giới đã chọn Nhật Bản là nơi để làm việc, học tập và sinh sống hoặc là định cư. Trong số đó thì cũng có người Việt Nam của chúng ta. Hiện tại thì cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở Nhật khá là đông. Theo nguồn tin của chính phủ Nhật thì tính đến cuối tháng 6 năm 2020, tổng số người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại nước Nhật là khoảng 420.000 người, tăng 8.500 người so với cuối năm 2019. Với một cộng đồng to lớn như vậy, người Việt Nam đã và đang dần thể hiện sự ảnh hưởng của mình trong xã hội nước Nhật Bản. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây thì chúng ta có lẽ ai cũng thấy được cái sự hiện diện của những ngôi chùa Việt Nam, sự xuất hiện và đóng góp của những vị tu sĩ Việt Nam không hề nhỏ vào cộng đồng của người Việt Nam tại Nhật Bản này. Và chùa Việt xứ Nhật, những cống hiến thầm lặng cũng sẽ là chủ đề chính của buổi nói chuyện trong Một Cảnh Hai Vai ngày hôm nay. Thì hôm nay nhà chùa cũng xin mời thầy Thích Thường Nghiêm sẽ là người cùng với nhà chùa trao đổi về đề tài này. Mong rằng với những cái trải nghiệm trong khoảng thời gian mà thầy du học, thầy là hoạt động Phật sự ở đây, thì sẽ có thể chia sẻ cho chúng ta nhiều những thông tin thú vị và có ích. Vậy thầy Từ Nghiêm cho mình hỏi rằng là người tu sĩ Việt Nam mình ở nước Nhật có đông không ạ? Theo mình biết thì tu sĩ Việt Nam hiện tại ở nước Nhật không đông lắm so với các nước khác. Hiện tại thì những vị mà mình biết và những vị mình có nghe qua thì nên tính gộp lại thì chắc có khoảng 30 người đổ lại thôi. Đó là tính luôn cả những vị đã ra làm Phật sự, và số còn lại thì là đang du học từ hệ đại học cho đến hệ tiến sĩ. Vậy thầy Từ Nghiêm có thể cho nhà chùa hỏi rằng là tại sao có quá ít tu sĩ người Việt Nam ở bên Nhật này? Lý do thì mình nghĩ là nhiều. Tuy nhiên có những cái lý do chính như là các vị tu sĩ thường đi ra nước ngoài với mục đích là học tập hoặc là du học là nhiều. Và nước Nhật thì cũng là một cái nước khá là đắt đỏ, cho nên cái chi phí để mà đi du học ở nước Nhật thật sự là một gánh nặng rất là lớn. Cho nên rằng là những vị tu sĩ thường không chọn nước Nhật để đi du học, mà sẽ chọn những nước nó nhẹ nhàng hơn về kinh phí, như là Ấn Độ, như là Thái, như là Singapore và những nước liên quan đến Phật giáo khác. Và đó là cái lý do mà mình cảm thấy rằng chính. Ngoài ra thì còn những cái lý do khác như là visa. Cái visa của Nhật á, nó không có nhiều hình thức để hỗ trợ cho những vị tu sĩ sang bên này hoạt động. Cho nên là không có nhiều tu sĩ người Việt Nam ở nước Nhật này. Hiện tại thì theo cái kinh nghiệm mình biết rằng tất cả những vị tu sĩ đã và đang làm việc ở tại Nhật Bản này đều là những vị sau khi du học xong thì mới ra làm Phật sự. Chứ mình thấy ít có vị nào mà đi trực tiếp từ Việt Nam sang bên này để làm Phật sự với tư cách visa là hoạt động tôn giáo. Cho nên rằng là
cái visa cũng là một cái trở ngại vô cùng lớn đối với các vị tu sĩ Việt Nam để có thể qua bên này làm việc được. Thì hiện tại thì những vị tu sĩ Việt Nam đang ở Nhật thì họ đang làm gì bên này thưa thầy? Thế mình nghĩ rằng là chỉ có một lý do duy nhất thôi, đó là họ qua đây để học tập. Vì chúng ta đều biết rằng nước Nhật hiện tại là một trong những nước có cái nền nghiên cứu Phật giáo chất lượng nhất ở thế giới. Mà nếu nói không quá thì nó còn so với tất cả những cái nước tiên tiến khác thì nó nghiên cứu tốt hơn rất là nhiều. Tại vì có rất là nhiều những bài phát biểu, những cái công bố đã được đưa ra và nó mang cái tính học thuật rất là cao, mang cái tính chuyên sâu rất là cao mà những nước khác ít có nơi nào có thể so sánh được. Chính vì thế đó là một cái lý do lớn để tu sĩ Việt Nam sang đây du học, đặc biệt là chuyên ngành của Phật học. Thì ngoài ra thì cũng có nhiều vị ra làm Phật sự, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Và những vị đó thường thì sau khi là học xong, như hồi nãy mình đã nói, thì mới ra làm Phật sự. Vậy thầy Tường Nghiêm có thể cho nhà chùa biết được rằng là hiện nay trong thời gian gần đây thì Phật giáo, và cụ thể hơn là những vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam, đã và đang đóng góp những gì cho cộng đồng người Việt tại đất nước Nhật Bản này. Thầy có thể chia sẻ với những cái trải nghiệm và những hiểu biết của mình được không ạ? Thì trong thời gian gần đây mình thấy tu sĩ Việt Nam hoạt động khá là tích cực. Với khoảng thời gian 10 năm mình du học tại nước Nhật này thì mình cũng đã chứng kiến cái sự đổi thay, cái sự phát triển, cái sự hòa nhập và cái sự kết nối của các vị tu sĩ Việt Nam ở đất nước Nhật này. Họ cùng nhau làm việc trong thời gian gần đây rất là lớn. Có thể trình bày một cách cụ thể như sau. Thứ nhất là về cái phương diện tín ngưỡng, thì mình thấy rõ ràng là những ngôi chùa Việt Nam đã đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của những người có niềm tin vào Phật giáo. Tại vì dù nước Nhật là nước có Phật giáo chiếm tỷ lệ rất là lớn, tuy nhiên cái văn hóa của Phật giáo Nhật Bản nó có một cái đặc thù khá là khác biệt so với những cái văn hóa Phật giáo ở châu Á nói riêng và văn hóa Phật giáo ở thế giới nói chung. Chính vì thế mà người Việt họ cũng cần có được những cái ngôi chùa Việt để mà lui tới, để mà viếng thăm, để mà lễ Phật, để mà tụng kinh, vân vân. Thì cái nhu cầu đó là vô cùng thiết yếu, tại vì nó đáp ứng được cái niềm tin tín ngưỡng của họ. Hoặc là những cái nhu cầu mà tới chùa để công quả, để hộ trì Phật sự này nọ, thì cái đó là những cái văn hóa đã được ăn sâu vào trong cái tâm trí của người Việt Nam khi họ còn ở Việt Nam rồi. Cho nên khi họ qua bên đây, họ cũng muốn có những cái nơi như vậy để có thể là phụng sự, để có thể là công quả. Hoặc là cái nhu cầu về nghi lễ đồ chẳng hạn, như là nhu cầu muốn được tham dự lễ Phật đản nè, lễ Vu Lan nè, và khi mà
nhà của họ có hữu sự như có người mất nè, hoặc là về nhà mới nè, hoặc là cầu siêu cầu an rồi chẳng hạn, thì họ cũng cần, rất là cần sự hiện diện của hình ảnh của tu sĩ Việt Nam để mà làm an tâm họ. Cho nên rằng là khi mà có những ngôi chùa và có những vị tu sĩ dấn thân phụng sự thì cũng đã đáp ứng được rất là nhiều cái nhu cầu về tín ngưỡng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản này. Về cái phương diện văn hóa thì thầy thấy rằng là những cái tự viện Việt Nam và những vị tu sĩ Việt Nam ở đây, họ làm rất là tốt cái vấn đề là gìn giữ cái nếp sống, gìn giữ cái văn hóa truyền thống, gìn giữ những cái hình ảnh Việt Nam tại đất nước Nhật này. Điều đó giúp cho cái cộng đồng người Việt Nam tuy là sống xa xứ, tuy là sống tha phương, tuy nhiên rằng là họ cũng đã giải tỏa được cái phần nào là đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ quê hương. Và cụ thể hơn đó là không những tự viện chỉ đơn thuần là làm những công việc liên quan đến Phật giáo không, mà những dịp Tết nè, những dịp lễ truyền thống của Việt Nam đó chẳng hạn, thì cộng đồng người Việt Nam cũng muốn đến chùa để tổ chức. Và thật sự mình thấy quý thầy quý cô đã có những cái đóng góp rất là lớn cho cái việc là tổ chức, xây dựng và duy trì những cái hình ảnh như là Tết truyền thống vân vân, hoặc là múa lân, hoặc là ẩm thực Việt Nam lồng ghép vào, làm cho cái cộng đồng người Việt Nam ở đây nó không có trở nên tẻ nhạt mà nó rất là ấm cúng. Và ngoài ra thì mình thấy là về cái vấn đề như là giáo dục rồi chẳng hạn, thì tự viện những ngôi chùa Việt Nam cũng có những cái hoạt động rất là thiết thực, như là dạy những con em người Việt được sanh ra tại Nhật, những thế hệ F1, F2 vân vân, dạy cho họ những cái tiếng Việt, dạy cho họ những cái văn hóa Việt tại chùa, và giúp cho những đứa trẻ đó có được cái cộng đồng để những đứa bé nó có thể giao tiếp được, để nó không quên được cái tinh thần của quê cha đất tổ. Thì đó là một cái hoạt động vô cùng ý nghĩa và cần thiết. Chứ nếu không thì các đứa bé đó nó sẽ không có cái cơ hội được học tiếng Việt. Thực ra thì cha mẹ là người Việt đó, nhưng mà họ lại không có thường xuyên trao đổi bằng tiếng Việt với những đứa con của mình, và đứa con của mình nó cũng không muốn nói tiếng Việt nếu mà nó không thực sự đưa vào trong cái môi trường mà phải nói tiếng Việt. Rất là dễ có rất là nhiều mấy em nhỏ không nói được tiếng Việt, và đó là một cái sự đáng tiếc. Người Việt thì nên biết tiếng Việt. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà trong thời gian gần đây tình hình dịch Covid đã ảnh hưởng rất là lớn đến với đời sống về vật chất lẫn tinh thần của cộng đồng người Việt ở đất nước Nhật này, thì cái sự đóng góp vô cùng to lớn của các vị tu sĩ Việt Nam là thực sự rất là đáng kể. Mình đơn cử như là ở trên vùng Tokyo, vùng Saitama, thì có ni sư Thích Tâm Chí, một trong những vị ni có những cái đóng góp vô cùng to lớn với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản này. Đó là mình chưa kể ở những nơi như là Kanagawa có chùa Việt Nam, vùng Kansai thì có chùa Đại Nam, chùa Hòa Lạc, và những ngôi chùa khác nữa cũng đóng góp một phần vào cái hoàn cảnh khó khăn mà dịch Covid năm vừa qua
đã ảnh hưởng. Thì mà trong đó nổi trội nhất, đóng góp một cách gọi là nhiệt tình, nhiệt tâm nhất, thì có Ni Sư Thích Tâm Trí. Ni Sư đã là người sống và làm việc ở nước Nhật này cũng khá là lâu rồi, cũng trên 20 năm. Cho nên cái sự hiểu biết về con người, về văn hóa của người Nhật lẫn người Việt ở tại Nhật nó rất là lớn và rất là sâu. Cộng là Ni Sư đã có những cái mối quan hệ rất là lớn đối với cộng đồng người Nhật. Cho nên cái sự hỗ trợ của Ni Sư với cái cộng đồng người Việt á, thực sự là rất là có hiệu quả và rất là to lớn. Mà đơn cử như là trong thời gian Covid năm 2020, Ni Sư đã kêu gọi và đã huy động được sự hỗ trợ của người Nhật rất là lớn, như là huy động được là gạo, hàng trăm tấn gạo được đem tới để Ni Sư phát cho mọi người, và cũng như là những cái lương thực khác như là dầu ăn, như là những cái gia vị khác. Và chẳng hạn như là mùa đông trời lạnh thì Ni Sư kêu gọi mọi người đóng góp về chăn mền vân vân. Cũng như có nhiều bạn sau khi mà hết visa thì không thể về nước được, thì Ni Sư cũng cưu mang các bạn đó bằng cách là dẫn các bạn về, rồi chuẩn bị phòng ốc cho các bạn, cũng như là liên hệ với bên Đại sứ quán Việt Nam để tìm cách hỗ trợ cho các bạn nhanh chóng được về nước. Đó là những cái hoạt động Phật sự rất là tích cực và rất rất là ý nghĩa. Nếu mà tính đến cái số người đã được Ni Sư hỗ trợ cưu mang thì nó phải lên đến cả trăm cả ngàn trong cái mùa dịch vừa qua. Và hiện tại Ni Sư vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng người Việt. Trong cái quá trình mà khó khăn của Covid như thế này thì có rất là nhiều bạn đã nằm xuống, đã ra đi vì những cái lý do này, lý do nọ. Có những bạn bị tai nạn, có những bạn bị bệnh, có những bạn bị đột tử, vân vân và vân vân. Thì những cái công việc như là lo vấn đề về tang lễ, rồi tìm cách đưa hài cốt về Việt Nam, rồi liên hệ với phía bên máy bay, với bên đại sứ quán để có thể thúc đẩy, thúc tiến cái quá trình đó nó trở nên nhanh hơn và thuận lợi hơn, thì Ni Sư cũng đã có những cái đóng góp vô cùng to lớn. Dĩ nhiên là ở những nơi khác thì các vị thầy, các vị cô khác cũng làm những công việc tương tự, nhưng mà với cái quy mô vừa và nhỏ. Cũng như rằng là khi mà có những cái ngôi chùa Việt Nam và những cái hình ảnh tu sĩ Việt Nam, họ là những người có ăn học đàng hoàng, cho nên cái sự hiểu biết cũng khá là lớn, và họ đôi lúc cũng là đại diện tiếng nói cho cái cộng đồng người Việt Nam để mà đấu tranh cho những cái quyền lợi, cho những cái trường hợp mà mấy bạn bị gặp khó khăn hoặc là rơi vào cái hoàn cảnh không có người nương tựa, thì lúc đó các bạn đều tìm về chùa để xin lời khuyên, xin được sự hướng dẫn của các vị tu sĩ Việt Nam trong những ngôi chùa. Thì mình thấy rằng là cái sự hiện diện đó nó không đơn thuần là sự tồn tại để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng, mà cái sự hiện diện của tự viện Việt Nam cũng như các vị tu sĩ Việt Nam đã đóng góp một phần lớn vào cái tiến trình hội nhập vào xã hội của nước Nhật. Tuy nhiên rằng là những cái đóng góp đó
nó rất là thầm lặng. Họ cũng không hô hào gì, họ cũng nhẹ nhàng và thầm lặng giúp đỡ những con người bất hạnh, những con người đang gặp khó khăn. Và vì thế cho nên rằng là mình mới nói rằng đó là những cái đóng góp rất là thầm lặng. Thì thời gian gần đây khi mà ni sư tâm trí rồi chẳng hạn đã có những cái đóng góp, nó không còn là thầm lặng nữa, mà những cái đóng góp đó có một cái sức lan tỏa, sức ảnh hưởng với cộng đồng người Việt, cả cộng đồng người Nhật. Thì những cái hình ảnh đó đã được chính phủ Nhật tuyên dương rất là nhiều. Đó là một cái sự vinh hạnh, một cái sự vinh dự lớn của cộng đồng người Việt Nam. Thì mình mong rằng là sẽ ngày càng có thêm nhiều cái ngôi chùa Việt Nam nữa được dựng lên, và càng có thêm nhiều những vị tu sĩ có đức độ, có học thức, có bản lĩnh và có đủ cái trí tuệ và từ bi của tinh thần nhà Phật để có thể phụng sự, để có thể đóng góp một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp vào cái cộng đồng người Việt Nam ở Nhật nói riêng và người Việt Nam ở trên toàn thế giới nói chung. Vâng, quả thật rằng là cái sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản này, thông qua lời thầy kể, thông qua những lời thầy chia sẻ, thì nhà chùa cũng cảm thấy rằng đó là những đóng góp khá là đáng kể. Dĩ nhiên rằng là nó thầm lặng, nhưng một trong những cái đóng góp nên được tuyên dương, nên được tán thán. Và nhân tiện cái buổi nói chuyện này thì nhà chùa cũng muốn là được gửi đến cái sự tri ân sâu sắc đến những vị tu sĩ đã, đang và sẽ hoạt động Phật sự tại đất nước Nhật Bản này. Mong rằng là đại dịch Covid trong năm nay sẽ nhanh chóng qua đi, để cho cộng đồng người Việt Nam ổn định sinh sống, học tập và làm việc. Và cũng kêu gọi mọi người trong quá trình Covid diễn biến, bệnh Covid vẫn chưa thật sự là giải quyết triệt để, thì mọi người nên giữ sức khỏe, nên bảo hộ cho mình thì cũng chính là bảo hộ cho người mình thương. Xin được cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình radio kỳ này với chủ đề Chùa Việt xứ Nhật, những đóng góp thầm lặng. Hẹn gặp lại mọi người vào những chương trình radio kỳ tới. Xin được niềm ơn, xin được tán thán.